Việt Nam 5, Philippines 2, bà tính sao? Việt Nam 10, Philippines 1. Rồi, đó, dạng vậy mấy má nha. Anh làm dễ thương quá hả? Trong cảm ơn quý vị, nhân viên bên em nào alo cũng giờ tư vấn cho quý vị. Bây giờ chị em là để số điện thoại giùm chị em cái gì nha. Nhanh toa lẹ chân đây. 3 phút sau. Dạ, Việt Nam 20. Ai mà đá tới 20 chứ. Philippines 1. Thấy không? Trời đất ơi, thấy không? Thấy không? Em là nhà tiên tri quý vị. Trời đất ơi, em là nhà tiên tri nha quý vị nha. Giờ bên em bán rất là nhiều sản phẩm như vậy nha, chị em nào mua thì comment giùm cho em liên tục giùm cho bên em bên Zalo cũng nhờ tư vấn cho vậy. Còn chân trời nữa để số điện thoại da đen mua cho nào, Lâm bây giờ sẽ rửa mặt cho gì coi bao trắng cho mấy chị luôn nha. Dạ, cái sản phẩm này là mình tắm mặt được luôn nha mấy chị ơi, 490.000 một chai thôi, mà một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần là sử dụng tắm cho em 2 lần, mặt và body luôn nha cả nhà ơi. Mặt và body luôn nha gì nha, cái này là sử dụng body thôi, sử dụng cho body thôi. Nhưng mà em muốn chứng minh cho quý vị thấy được cái sự an toàn, cái sự hiệu quả của đó thì chúng ta có thể xức lên mặt được luôn cái gì nha. Ủng hộ cái gì nha, cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì để lên số điện thoại giùm cho em. Em muốn trắng nên bảo đảm anh Lâm, dạ đảm bảo cho quý vị. Nếu mà không trắng xài mà không hiệu quả, xài mà da không bật tâm, da xài mà da trắng ảo thì em hoàn trả tiền cho quý vị luôn. Hãy yên tắm giùm cho em luôn. Một trận có 90 phút ông nội. Một trận có 90 phút hả? Ủa vậy hả? Ai mà đá tới 20. Ai biết đâu trời, đó cơ tôi tưởng là một trận làm đá nguyên ngày mới hết. Dạ, một bộ là gồm có kem body luôn nha mấy chị nha. Kem body ban ngày, kem body ban đêm nè. Một chai tắm trắng hàng ngày và một chai tắm trắng một bước cho mấy chị luôn. Và đặc biệt là mua một bộ là 1.470.000 cái, nhưng mà sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và vừa free ship cho mấy chị luôn nha. Làm dễ thương hả? Hướng dẫn kiểm tra hàng. Dạ, khi nào nhận hàng và khi nào nhận hàng, cái mọi người mở ra giùm cho em đúng sản phẩm là mọi người nhận giùm cho em những gì nha. 490.000 một chai nha cả nhà, bao trắng cho mấy chị luôn. Đặc biệt là cái kem body bên đây cũng đồng giá là 490.000, nhưng mà cả nhà mình đặc biệt là xài là mình đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Dạ, tại vì đây là sản phẩm body là không hề bị bết rít, mà sức chưa nó rất là thẩm thấu cho làn da của mình là khô nữa nha mấy chị nha. Xài kiên trì giúp em nha chị nha. Dạ đúng rồi, cái gì phải kiên trì chị. Mình đi ra nắng đó mấy chị, nên kỹ kỹ xíu giùm em cái. Mình xài mỹ phẩm là phải kỹ nha mấy chị nha. Ra nắng là nhớ mặc áo khoác kỹ càng giùm em xíu nha mấy chị ơi. Dạ á, quý vị thấy không, là rất là an toàn như vậy nha. Mình sức rất là an toàn cho da của mình quý vị. Cái này là xài body nhưng mà em sức lên mặt cho gì coi được cái sự an toàn của nó như gì nha. Mình để càng lâu thì da nó không có sao hết trơn. Trời ơi, dùng nhiều khi mình xài sợ gì nha, sợ không có gì okay. Đảm bảo gì thấy không? Bây giờ những chị nào muốn tư vấn đi, để lại số điện thoại giùm em chút xíu, sẽ điện thoại tư vấn cho mấy chị nè. Là phụ nữ là phải nên cần trắng trẻo thì mặc đồ nó mới đẹp nha mấy chị ơi. Tại gần Tết rồi cho nên là dưỡng trắng đi, 2 tháng nữa thôi là mấy chị trắng bóc cực kỳ luôn. Da em là da mộc như gì nha, da em là da mộc, không có phấn có son gì trơn. Trời gì em có son phấn gì trơn, em ghét phân son gì, ghét son phấn gì. Ok chị. Giờ thời buổi này ai mà đánh son đánh phấn làm gì, thiệt sự luôn. Là cực kỳ trắng luôn, xài là cực kỳ trắng, cực kỳ hiệu quả cho chị luôn. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì cứ comment hoặc là để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho chị nha. Cái như mình ai quan tâm về cái sản phẩm mà muốn mình trắng mà đẹp á mấy chị, cứ để lại số điện thoại giùm em nha, chúc em sẽ tư vấn cho mấy chị luôn. Đây là cái siêu phẩm là chị với giá 490.000 mà cả nhà mình sử dụng 2 tháng nha mấy chị ơi. Đặc biệt là không những là xài body mình có thể sử dụng mặt được luôn. Trắng để mình xức lên giùm em 15 đến 20 phút sau là đi tắm lại giùm em là trắng cực kỳ luôn. Rất là trắng, xài là mê liền như gì nha. Ok, lấy kem body ha, cảm ơn chị. Body ban đêm cũng là body ban ngày đều có hết. Chị em muốn trắng thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Một cái chai body như thế này cả nhà mình có thể để trong cái túi của mình cũng được luôn các em chị nha. Nhưng mà đặc biệt là sức vô là nó thẩm thấu như làn da nha mấy chị ơi. Em nói gì vậy? Em nói gì kệ em. Mình là nói chung là mình đem đi heo mình mọi lúc mọi nơi á mấy chị. Muốn trắng lên là sức lên nha mấy chị nha. Mày vô duyên quá em, mà tao ghét mày ghê, tao xịt cho miệng cái. Tự nhiên nó nói chuyện dắt cái em nói nó, cái nó chửi em cái gì. Thôi ghét mày lần thôi. Thôi. Trời trắng luôn đi. Dạ trắng lắm mấy chị ơi, mà không hề bị trắng khô da đâu, mấy mình nó mịn màng làn da của mình. Nam nữ là đều sử dụng được hết, đặc biệt cho những anh nào anh thanh niên á, muốn cái da mặt của mình trắng mấy anh mà không khỏi sử dụng kem cũng được luôn nha.
tắm lên để khoảng 15 đến 20 phút thôi là trắng cực kỳ luôn, mặt trắng luôn. Không hề vết rít như gì nha, không hề vết rít luôn. Cảm ơn chị rất nhiều, xài là cực kỳ ok. Anh chị em là mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em nha gì nha. Rồi nhanh tay lẹ chân, chị em là mua để số điện thoại giùm cho bên em như gì nha, cực kỳ ok luôn. Nhanh toa lẹ chân đi mọi người ơi. À, một bộ là 1.470.000 cái gì nha, 1.470.000. Chung là nó sử dụng một lần là đã trắng rồi. Nhưng mà mình nên kiên trì sử dụng lâu dài giúp em nha. Và trời ơi, dạ nó trắng lắm quý vị, nó trắng cái làn da nó sẽ bập tông quý vị nha. Hai quần tay gì thấy không, hai cái mũi nó trắng liền quý vị, nó trắng liền quý vị. Đó, chúng ta sức lên những gì nha. Và chúng ta ủ lên làn da chúng ta cực kỳ mịn và cực kỳ sáng luôn. Anh chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ mấy chị mà tắm mặt xong rồi mà mấy chị sử dụng kem lên là nó thẩm thấu với làn da của mình này nha, rất là sướng luôn mấy chị ơi. Đáp anh mấy không rồi quý vị, đáp anh tẩy số mấy rồi quý vị? 21 ha, 21 rồi hả, thấy ghê vậy? Bao trắng luôn, kem body mấy chị nó thẩm thấu như làn da mà da của mình nó không hề bị khô nha mấy chị nha, tắm xong mà không hề bị khô, đặc biệt là xài body xài phay được luôn nha mấy chị nha, xài phay được luôn nha mấy chị nha, nói chung là rất là ok. Chị em nào mua thì comment liên tục dùm cho bên em như vậy nha, thì em solo cũng như là tư vấn cho vị rất là nhiệt tình như vậy nha, nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Mà bị chai da đó mấy chị, là mình sử dụng cái sản phẩm này là trắng cực kỳ luôn. Bị chai là bị gì? Bị chai. Dạ. Việt Nam thắng rồi hả? Đâu có gì thấy không? Khi mà mình sức linh về thì cái mặt chúng ta có gì nó ăn phấn, rất là ăn phấn khủng khiếp như gì nha. Chẳng làm sướng lắm. Mình đánh mấy vô nó ăn đã lắm. Mấy chị muốn sử dụng thử giùm em nha. Một chai là mình tắm được 2 tháng đó mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, 490.000 một chai nha. Khi mà mình đánh lên là phấn nó ăn vô mặt rất là nhanh, bởi sao tế bào chết đi ra rồi, cũng như là cái da mặt chúng ta nó mịn màng quý vị. Dạ mịn màng nó trắng lên. À, Hoài Ly cảm ơn chị 21. Bảo hả? Ok đi Bảo nha, đi Bảo nha. Ai đặt hàng đó là số điện thoại giùm em nè, mấy chị nào muốn tư vấn cũng để lại số điện thoại giùm em luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thì bây giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây. Thì bây giờ ai mua sản phẩm thì liên hệ giùm cho em, 490.000 một chai như thế này, và ta nói body ban đêm như body ban ngày cũng 490.000 luôn. Bye bye mọi người, xin chào và hẹp lại, tạm biệt mọi người. Hello, xin chào, tạm biệt mọi người.